Xin chào các bạn đều được đang được theo dõi những livestream trực tiếp đến từ khu vực phòng thay băng cắt chỉ của hệ thống thẩm mỹ Thu Cúc. Và ở livestream này thì chúng ta sẽ gặp gỡ khách hàng của chúng tôi là chị Hoa, năm nay 28 tuổi và công việc hiện tại đang làm diễn viên và người mẫu tự do. Ngày hôm nay thì chị Hoa đến với Thu Cúc và sau 7 ngày tái khám với dịch vụ nâng ngực Nano Plasma, một trong những dịch vụ mới nhất tại Thu Cúc hiện nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiến lại gần một chút để có thể trò chuyện với chị Hoa các bạn nhé. Xin mời mọi người ạ. Dạ vâng, em chào chị, em có thể xin mình ít phút được không ạ? Okay. Vâng, ngày hôm nay thì là ngày thứ 7 khi mà mình sau khi mà mình được dịch vụ nâng ngực Nano Plasma, thì không biết rằng là khi mà mình nâng ngực xong thì về nhà người thân và bạn bè của mình thì có những cái đánh giá, những cái nhận xét như thế nào và có cái sự thay đổi như thế nào trong công việc và cuộc sống thì chị Hoa có thể chia sẻ không sau ạ? Khi về nhà thì người thân bạn bè của mình rất là khen và rất là bất ngờ về cái kết quả mà mình mang lại được sau một phẫu thuật hôm đấy. Mọi người thì thường bảo là nghĩ là thường thường làm ngực thì nghĩ là sẽ không được đẹp, không được tự nhiên, nhưng mà thật sự là nhìn cái bộ ngực của mình cảm thấy rất là hài lòng, rất là tự nhiên. Càng ngày lại càng cảm thấy là mình thấy mình yêu đời hơn này, mình cảm thấy thoải mái, tự tin hơn. Công việc của mình thì là mẫu nên là mặc những cái bộ đồ rất là sexy, mà trước đây thì cứ hay phải dùng cái miếng dán ngực rất là dày. Bây giờ thì tự tin thoải mái mặc những bộ đồ cả tình thế này mà không phải mặc những cái miếng dán ngực đấy nhá. Dạ vâng, em thấy là ngày hôm nay mình mặc một chiếc váy rất là sexy và quyến rũ và chỉ cần mặc một cái miếng dán ngực rất là nhỏ thôi, nhưng mà chỉ cần miếng dán ngực thôi và cũng đã tạo ra một cái key line vô cùng quyến rũ. Mình rất là hài lòng, rất là mới, nghĩa là mình chỉ mới làm được có một tuần thôi, nhưng mà đến bây giờ thì ngực của mình nhìn không ai nói mình là một tuần cả, và mình cảm thấy thật sự rất là tự tin. Cảm ơn Thu Cúc rất nhiều. Dạ vâng ạ, không biết là cái quá trình mà mình về nhà mình ăn uống và mình kiêng khem thì có gặp cái khó khăn gì hay không ạ? Mình được bác sĩ hướng dẫn rất là kỹ, rất là cẩn thận, nên thành ra trong cái quá trình kiêng khem và vệ sinh của mình ở nhà, mình cảm thấy không có gì là khó khăn cả, rất là đơn giản. Dạ vâng, rất là đơn giản và không gặp khó khăn gì đúng không nào? Vậy thì chị Hoa có thể chia sẻ một chút về cái tình trạng vòng một trước kia của mình cũng như là cái sự thay đổi vòng một hiện tại của mình thì mình thấy như thế nào ạ? Vòng một trước đây của mình thì là hai cái khoảng cách hai bên ngực nó khá là xa nhau. Sau khi sinh bé xong thì có bị teo cái tuyến sữa, cái tuyến vú, thành ra là cái ngực của mình như nó chảy xệ và nhìn là thật sự là rất là tự ti. Nhưng mà sau khi thực hiện phẫu thuật xong thì như bạn thấy đấy, căng tròn mềm rất là tự nhiên, rất là đẹp. So với lại cái hôm đầu tiên khi mà mình chưa phẫu thuật thì em thấy là có một cái sự khác biệt rất là lớn. Đúng rồi, khác hoàn toàn. Vâng, cái ngày hôm nay là ngày thứ 7 nhưng mà vòng một của mình là có một cái độ nhô rất là tự nhiên, được không nào? Và hơn hết nữa rằng là rất phù hợp với lại cái khung người của mình, được không ạ? Đúng rồi, mình cảm thấy rất là ưng ý, rất là ưng ý luôn. Mình là mình sử dụng hai size là size 325, đúng không chị? Dạ vâng, đúng rồi. Một lần nữa thì cảm ơn chị Hoa rất nhiều vì ngày hôm nay đã đến và tin tưởng lựa chọn Thu Cúc. Và em hy vọng rằng là một thời gian nữa, nếu như mà mình hoặc là bạn bè và người thân của mình thì có mong muốn thực hiện thêm các cái dịch vụ phẫu thuật khác thì mình sẽ tiếp tục lựa chọn Thu Cúc chị chắc nhé. Chắn rồi, chắc chắn. Vâng, một lần nữa thì xin được chúc chị Hoa luôn luôn xinh đẹp và thành công hơn nữa trong công việc của mình. Cảm ơn bạn, cảm ơn Thu Cúc. Vâng, và vừa rồi thì chúng ta vừa trò chuyện với một vị khách hàng vô cùng xinh đẹp của chúng tôi, chị Hoa, với dịch vụ nâng ngực Nano Plasma, một trong những dịch vụ mới nhất và hiện đại nhất hiện nay tại Thu Cúc. Và các bạn đang có những câu hỏi hay là băn khoăn thắc mắc nào thì vui lòng để lại những comment và những số điện thoại ngay bên dưới và cũng có thể inbox trực tiếp đến cho fanpage của hệ thống thực hiện Thu Cúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo ạ.